Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của điện tử Tám Hoa, địa chỉ trung tâm thị trấn xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, bây giờ là buổi sáng ngày mùng 1 tháng 10 năm 2019. Vâng, một tháng mới, trung tâm cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể các bác yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào. Vâng, hôm nay trung tâm tiếp tục về những cặp súp chất lượng cho các bác lựa chọn, đó là cặp súp Audio Center. Vâng, vừa về trung tâm các bác nhá, hàng độc cho các bác này. Cái kia Audio Center, đây em quay mặt sau này, Audio Center PF118B cộng các bác nhá. Và đây là chiếc súp mà em tháo ra để quay cho các bác trong nội thất của chiếc súp Audio Center PF118B cộng, sử dụng bass 50 các bác này, màng carbon, màng là màng chống nước các bác nhá, gân vải. Con này sử dụng từ 22 và quay 100. Em về rất nhiều những cặp súp Audio Center PF118B cộng các bác này, giá 8 triệu các bác nhá, giá 8 triệu để cho các bác lựa chọn một dòng súp chất lượng, một dòng súp đẳng cấp, màng carbon, gân vải, quá nặng các bác này. Trung tâm tiếp tục về những cặp súp chất lượng để cho các bác lựa chọn từ 22 này. Quay 100. Các bác nhìn cái xương loa này, nhìn cái xương của nó này, nó quá là ác luôn. Đấy. Em quay cho các bác nhìn. Chất như thế này các bác. Đấy. Nguyên zin các bác nhá. Nguyên zin. Còn em bao zin xịn cho các bác. Giá tình yêu 8 triệu. Một chiếc súp bãi xịn của Audio Center PF118B cộng. Thương hiệu của Tây Ban Nha các bác nhá. Các bác nhìn cái xương này. Các bác nhìn này nó đã chết rồi. Đây là cọc kẹp dây này các bác này. Đấy. Em quay ra bên trong cho các bác nhìn này. Đấy, bông tiêu âm này các bác này. Cái dây của nó to như này các bác. Bông tiêu âm, các bác nhìn. Nó dã man luôn. Đấy. Cái đặc trưng của súp Audio Center là cái bông tiêu âm nó lệm rất là chắc các bác nhé. Các bác có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Đây các bác này. Đấy. Xem con này công suất nó bao nhiêu các bác nhá. Công suất con này 800W các bác. Công suất quá khủng, sơn sần cát các bác này. Sơn sần cát các bác nhá. Audio Center bát 50 từ A2 quay 100, sử dụng màng carbon, màng chống nước. Và hôm nay mùng 1 tháng 10, xin lỗi,
đầu tháng trung tâm và những cặp súp chất lượng để cho các bác lựa chọn. Đây là một dòng súp chất lượng đẳng cấp. Cái đấy ừ. Đây là nguyên mộc vãi nhé các bác. Ok cho em là em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Và con này chiều cao là chiều cao 661 các bác nhá. Chiều cao của súp là 61. Chiều ngang là 51 các bác ơi. Chiều sâu là 58 các bác nhá. Vâng, các bác có nhu cầu một dòng súp chất lượng, một dòng súp Audio Center thương hiệu của Tây Ban Nha. Xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy trên. Còn đến đây em xin thân ái kính chào tạm biệt các bác và xin hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Bọn em về được 4 quả Audio Center PS 118B+.